Liên quan đến các đồn đoán về hoạt động của ngân hàng Hàng Hải mới đây, sáng nay ngân hàng nhà nước đã ra thông cáo khẳng định nhà cho vay này vẫn đảm bảo khả năng chi trả và ngân hàng nhà nước cũng đã khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho bất cứ tổ chức tín dụng nào gặp khó khăn. Theo công bố của ngân hàng nhà nước sáng ngày 15 tháng 8, những tin đồn liên quan đến tình hình hoạt động của ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank đã ít nhiều gây ra ảnh hưởng không tích cực đến tâm lý của khách hàng và người gửi tiền với chức năng quản lý giám sát tình hình hoạt động của ngân hàng. Cơ quan này cũng đánh giá hiện ngân hàng Maritime Bank đang hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản. Ngân hàng nhà nước khẳng định đủ khả năng và phương án để sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ngân hàng nào gặp phải khó khăn về thanh khoản, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và người gửi tiền. Ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người gửi tiền cần bình tĩnh để không bị ảnh hưởng quyền lợi khi giao dịch gửi tiền tại ngân hàng. Trước đó, từ hôm 8 tháng 8, đích thân chủ tịch Maritime Bank ông Trần Anh Tuấn đã gửi thư cho nhân viên để bác bỏ tin đồn câu kết với một công ty địa ốc bên ngoài rút ruột ngân hàng 30.000 tỷ đồng.